Khi mà chúng ta đã bắt đầu bước vào con đường tiêm hormone chuyển giới từ nữ sang nam thì sẽ có rất là nhiều những cái dưỡng chất mà mình cần phải bổ sung hàng ngày, và đặc biệt một trong những cái chất quan trọng đó chính là canxi. Qua cái quá trình mà Linh tìm hiểu, Linh đi đọc sách và Linh học hỏi từ những cái chuyên gia về dinh dưỡng thì giúp Linh có một cái nhìn khác biệt hơn về canxi và cho mình những kiến thức thật là đúng đắn, và Linh sẽ chia sẻ những kiến thức này đến với bạn để mong là giúp cho bạn được khỏe mạnh hơn trong quá trình mà mình sử dụng hormone. Đầu tiên chúng ta cần phải biết là tại sao một người chuyển giới nam mà sử dụng hormone nam thì cần phải bổ sung canxi hàng ngày và đều đặn. Chúng ta sinh ra trong một cái cơ thể là nữ giới, và về cơ thể nữ giới thì cái bộ phận mà sản sinh ra canxi đó chính là buồng trứng, hay nói chính xác hơn, buồng trứng sẽ sản sinh ra hormone tên là hormone estrogen, là hormone nữ. Và trong cái hormone estrogen này nó có chứa cái lượng canxi cần thiết cho cơ thể của mình. Khi mà chúng ta đã bắt đầu quá trình chuyển giới rồi, chúng ta tiêm hormone nam bên ngoài vào thì cái lượng hormone nam này nó sẽ đè lại cái hormone nữ, hay gọi là ức chế cái buồng trứng, thì buồng trứng chúng ta sẽ không còn hoạt động đều như hồi xưa nữa, dẫn đến cái tình trạng là cái lượng hormone estrogen này nó không còn sản sinh nhiều như ban đầu. Và vì cái hormone estrogen này không sản sinh nhiều như ban đầu cho nên cái lượng canxi mà do cái estrogen này sản sinh ra nó cũng không còn nhiều như trước nữa, và cái cuối cùng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị thiếu hụt canxi. Cho nên các bạn sẽ hay thấy là có những bạn khi mà tiêm hormone một thời gian dài thì bạn sẽ bị loãng xương là do cái tình trạng này gây ra. Cơ thể một người trung bình sẽ cần khoảng 1.000 mg canxi được hấp thụ hàng ngày để đảm bảo cho cơ thể của mình có thể hoạt động một cách trơn tru và khỏe mạnh. Nhưng mà cơ thể của chúng ta đã không còn sản sinh canxi như trước nữa, đồng thời cái lượng hormone nam tiêm vào á thì nó chỉ là hormone nam đơn thuần thôi, nó không chứa một lượng canxi, thì sẽ dẫn đến một cái sự là thiếu hụt canxi rất là trầm trọng trong cơ thể của những bạn chuyển giới. Vì cái lẽ đó cho nên là bạn cần phải bổ sung canxi hàng ngày cho cái quá trình chuyển giới của mình, và đặc biệt là bạn nên bổ sung canxi hàng ngày và hãy bổ sung nó liên tục trong suốt cái cuộc đời của mình luôn thì nó càng tốt, để nó tránh được những cái tình trạng loãng xương do tuổi tác gây ra và tình trạng loãng xương do cái bị thiếu hụt cái hormone estrogen gây ra nữa. Cái thứ hai là những cái triệu chứng mà cho thấy là bạn đang bị thiếu hụt canxi. Đầu tiên bạn sẽ rất là uể oải cơ thể của mình, tự nhiên mình bị nó mất năng lượng, và thường thường bạn nghĩ là mất năng lượng là do là mình bị thiếu ăn hoặc là mình bị mất vitamin, chứ không bao giờ bạn nghĩ là mình bị mất canxi cả. Cái triệu chứng thứ hai đó là bị đau đầu. Triệu chứng thứ ba là có thể là bạn sẽ rất là dễ buồn ngủ, nghĩa là mình ngủ nhiều hơn bình thường rất là nhiều và ngủ ngày ngủ đêm luôn, hay là mình có thể có triệu chứng là hay quên, thì đó cũng là một trong những cái triệu chứng cho cái việc là mình đang bị thiếu hụt canxi. Sau khi mà bạn đã biết là canxi nó rất là quan trọng với cơ thể của mình và mình cần phải bổ sung hàng ngày rồi, thì chúng ta cũng cần phải biết một cái kiến thức cực kỳ quan trọng này, và Linh tin chắc là đa phần chúng ta đều không biết cho đến khi chúng ta được một ai đó dạy cho hoặc là được một ai đó hướng dẫn cho mình. Đó là làm cái thế nào để mà canxi có thể hấp thụ vào cơ thể của chúng ta. Thường thường các bạn cứ nghĩ là canxi thì mình chỉ cần ăn canxi nhiều vô hoặc là mình uống canxi vô thì đã được rồi, nhưng không có. Thực tế để mà canxi bên ngoài có thể đi vào hẳn trong cơ thể của chúng ta và đến hấp thụ vào xương của chúng ta thì nó cần rất là nhiều những dưỡng chất khác nhau để bổ sung, và đây là những cái dưỡng chất cần phải bổ sung canxi. Đầu tiên đó chính là vitamin D và kẽm. Hai cái loại này thì nó sẽ giúp dẫn canxi từ bên ngoài lọc qua đường ăn uống của mình đi vào thẳng trong xương. Cái hai đó là cái kẽm cộng với silic, hai chất này sẽ tạo thành một cái chất kết dính cho canxi vào trong xương. Và cái hỗn hợp chất thứ ba quan trọng là mangan, vitamin C, vitamin B6 và vitamin K1, thì bốn cái hợp chất này cộng với canxi sẽ giúp tạo thành một cái khung xương vững chắc, khung xương mạnh, và trong cái khung xương này có chứa cả thành phần collagen nữa, vì trong một cái khung xương có rất là nhiều dưỡng chất ngoài canxi thì còn có collagen và thêm những cái vitamin khoáng chất thiết yếu khác. Để mà chúng ta có thể hấp thụ được hoàn toàn cái lượng canxi mình đưa vào thì mình cần phải có một cái tổ hợp những cái dưỡng chất đó để đẩy canxi từ bên ngoài qua đường ăn uống của mình vào thẳng cơ thể, và đa phần thì những cái canxi mà bạn đang biết nó không có chứa những cái dưỡng chất này,
Đó là vì sao là có nhiều người họ sẽ nói là à uống canxi nhiều sẽ bị sỏi thận đó, nhưng không phải, vì mình uống canxi nhưng mà mình uống canxi không đúng cách và mình không có những dưỡng chất bổ sung vô, cho nên mới dẫn đến là tình trạng canxi không được hấp thụ vào cơ thể mà nó lắng đọng ở sỏi, gây nên vấn đề là sỏi thận, hoặc là cái canxi mình ăn vô nó sẽ đi ra ngoài bằng cái đường nước tiểu, cho nên là canxi mình có ăn như bao nhiêu nó cũng không vô cơ thể của mình được. Cho nên không phải là mình cứ ăn nhiều canxi là nó vô đâu, bạn cần phải có những cái dưỡng chất thiết yếu như Linh kể trên thì canxi mới vô cơ thể của bạn được. Hãy nhớ kỹ điều này nha. Cuối cùng là cái cách bổ sung canxi thật là đúng đắn. Chúng ta có thể bổ sung đường đầu tiên đó chính là qua đường ăn uống. Bạn có thể ăn nhiều cái dưỡng chất có chứa canxi giống như là rau củ quả tươi, qua nấm nè, trứng nè, qua sữa nè, hay các bạn nghĩ là qua hải sản. Nhưng khi mà các bạn bổ sung canxi qua cái đường ăn uống như thế này thì bạn phải đảm bảo một điều là bạn phải ăn những cái chất này trước khi mặt trời lặn. Vì khi mà mặt trời lặn rồi thì tất cả những cái dưỡng chất mà bạn ăn mà về canxi á, nó sẽ không thể hấp thụ vào cơ thể của mình được. Vì như bạn Linh hay nói là canxi thì cần phải có nắng mặt trời, phải có vitamin D chứa thẳng vào thì nó mới chuyển hóa cái canxi của bạn được. Và nếu như bạn ăn canxi mà sau khi mặt trời lặn thì đâu còn ánh mặt trời đâu mà chiếu vào, thì có những cái lượng canxi đó cũng sẽ bị lắng đọng lại trong cơ thể, gây nên vấn đề sỏi thận hoặc là đi qua ngoài qua đường nước tiểu. Nên hãy đảm bảo là mình bổ sung canxi trước khi mặt trời lặn bạn nhé. Và đặc biệt bổ sung tốt nhất là vào buổi sáng, khoảng 7 đến 8 giờ sáng mà bạn đi ra đường nữa, thì cái lúc đó cái nguồn vitamin D nó rất rất là lớn. Và nguồn vitamin D mà lúc 7 đến 8 giờ sáng là một nguồn vitamin D cực kỳ tốt cho cơ thể của chúng ta luôn. Cái đường thứ hai, nếu bạn cảm thấy ăn uống mà bạn không kiểm soát được, bạn có thể dùng thực phẩm chức năng để bổ sung canxi cho mình. Và nhớ là nếu bạn dùng thực phẩm chức năng á, thì khi mà bạn đi ra nhà thuốc, bạn hay bảo người ta là bán cho em một viên canxi, thì người ta chỉ đưa cho bạn một viên canxi dạng khô hơn, đó là viên canxi đó không hề chứa những cái dưỡng chất cần thiết để bổ sung cho canxi vào cơ thể của mình. Nên bạn hãy lựa chọn cái viên uống canxi của mình thật là cẩn trọng, vì mình sẽ uống mỗi ngày và mình uống liên tục như vậy trong một thời gian cực kỳ dài, có thể là suốt cuộc đời của mình luôn. Nên là hãy lựa chọn viên canxi nào mà giúp cho mình uống mỗi ngày được, và nó còn có thể tổng hợp những cái viên vitamin khác để giúp cho việc canxi của chúng ta được hấp thụ một cách tốt nhất. Và bản thân Linh thì Linh trải qua 10 loại, hơn 10 loại canxi khác nhau, từ nhà thuốc, từ bạn bè giới thiệu, từ mua trên mạng đặt hàng bên trên nước ngoài để tìm kiếm cho mình một cái loại canxi phù hợp. Và cuối cùng thì Linh đã lựa chọn một cái loại canxi mà Linh đang sử dụng đây. Canxi này tên là Acetyl Pyrrole Calcium của công ty tên là Siberian Wellness sản xuất. Và trong cái hỗn hợp canxi này thì nó có luôn cả những dưỡng chất thiết yếu như Linh kể cho các bạn nghe, là về kẽm nè, mangan nè, rồi vitamin D nè, vitamin C, B6 và K1, thì tất cả những dưỡng chất cần để bổ sung cho canxi thì đều có trong cái viên uống này luôn. Và Linh thấy nó rất là tiện lợi cho cái việc bổ sung canxi vào cơ thể của mình. Và Linh uống cái này là 2 viên một lần, uống vào sau buổi ăn sáng, và Linh uống mỗi ngày như vậy. Và Linh thấy nó rất là tốt và nó không gây một cái tình trạng là bị nóng. Thường thường các bạn uống cái gì nhiều quá hay sẽ bị nóng, còn cái viên này thì không có, và đặc biệt nó đừng làm từ thành phần thảo mộc nữa, cho nên nó sẽ làm cơ thể của mình được mát hơn so với những cái viên uống khác. Và Linh khuyên bạn nên dùng cái loại này. Hiện tại loại này nó khá là rẻ, nó chỉ có là 220.000 một lọ thôi, một lọ này là 60 viên. Và bạn có thể uống giống Linh thì bạn có thể uống 1 tháng, tính ra thì một ngày mình uống đâu đó khoảng 7.200, nó khá là rẻ để mình bổ sung thêm cả canxi cộng như những cái vi khoáng chất khác nữa, cực kỳ tốt. Và cái này thì hiện tại nó không có bán ở nhà thuốc đâu, đây là một cái sản phẩm chỉ bán cho cái hệ thống người tiêu dùng thôi, nên là bạn muốn sử dụng thì bạn có thể kiếm công ty này ở trên mạng, hay là bạn có thể nhắn tin với Linh ở cái đường link Facebook để dưới đây. Bạn nhắn tin cho Linh đi thì Linh sẽ hướng dẫn bạn cái cách mua cái sản phẩm này một cách tốt nhất. Vì một lần Linh mua, Linh không có mua một hũ, Linh mua một lần tới 10 hộp, tới 20 hộp, lần tay Linh còn cho bạn bè và cho gia đình của mình sử dụng lận. Cho nên là bạn muốn uống thì có thể nhắn tin, Linh sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cái sản phẩm nào một cách tốt hơn. Còn nếu như bạn đang có những người nhà hoặc là người bạn của mình mà biết được về canxi, và hãy hỏi họ luôn là trong cái viên canxi mà họ cho bạn uống á, nó có chứa những cái thành phần, cái vi chất mà Linh kể trên hay không. Thì nếu như mà họ có những vi chất này thì bạn hãy uống nha, còn nếu không thì bạn uống vitamin thô thì bạn buộc phải
ăn thêm rất là nhiều chất để tổng hợp canxi nữa thì nó rất là mất thời gian của mình, và mình cũng không đủ kiến thức để mình biết coi là cái đồ ăn của mình đó, nó có đầy đủ những cái chất cần thiết hay không. Cho nên việc tiện nhất vẫn cứ uống thôi, nó có tất cả mọi thứ rồi, người ta đã làm sẵn cho mình uống thì mình chỉ cần uống thôi là ok. Rất là nhiều bạn trong quá trình mà mình tiêm mà mình không có biết những cái kiến thức về dinh dưỡng á, bạn cứ tiêm thôi, bạn không bổ sung thêm chất thì sau này cái cơ thể của bạn sẽ rất là nguy hiểm. Bây giờ bạn còn trẻ cho nên cơ thể nó chưa có báo động gì, hoặc là nó có báo động nhưng mà bạn không để ý là bạn nhận ra. Nhưng mà sau này khi bạn 10 năm sau, 20 năm sau thì cái cơ thể mình theo tuổi tác nó sẽ xuống cấp, và cái lúc đó những cái tình trạng bệnh của mình nó sẽ thể hiện rõ lên, lúc đó thì cực kỳ nguy hiểm mà sẽ cần phải rất là nhiều tiền để mình có thể chữa được những bệnh đó. Thay vì như vậy thì bây giờ mình hãy có thêm với những kiến thức này mình bổ sung vô cho mình thì mình sẽ tránh được những tình trạng nguy hiểm kể trên. Hãy đăng ký ngay kênh YouTube Trường Trúc Linh Official để cập nhật thêm những cái thông tin mới nhất, những thông tin hữu ích từ Linh bạn nhé. Trường Trúc Linh xin chào và hẹn gặp lại.